Nhiều lái xe các tuyến phía Nam tỉnh Quảng Trị tức giận vì vẫn phải trả phí gộp cho hai tuyến đường nâng cấp quốc lộ 1A theo hình thức BOT dù chỉ đi trên một tuyến. Theo tin của báo Tiền Phong, từ ngày 13 tháng 12, trạm thu phí BOT của công ty BOT Quảng Trị đặt trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong tăng lên phí 15.000 cho tới 40.000 đồng tùy theo xe lớn hay xe nhỏ, khiến người dân bất bình phản đối. Ông Nguyễn Sinh, 52 tuổi, tài xế xe khách tuyến Quảng Trị Đà Nẵng tức giận cho biết, tuyến xe này có rất nhiều xe cạnh tranh, mỗi xe chỉ chạy được 20 ngày một tháng nên rất ít khách. Tương tự là ông Lê Văn Nam, 48 tuổi, là một tài xế xe tải, cũng phản đối sự không đồng tình khi mỗi lượt qua trạm phải trả thêm 31.000 đồng dù không đi lại ở tuyến đường phía Bắc. Tại kỳ họp hội đồng tỉnh ngày 14 tháng 2, bí thư huyện Triệu Phong là ông Lê Cảnh Biên lên tính, là đề nghị Sở Giao thông có ý kiến để có ưu đãi cho người dân địa phương thường xuyên qua lại tuyến đường này, nhưng không đi ra phía Bắc. Tuy nhiên, nói với phóng viên của báo Tiền Phong, giám đốc công ty BOT Quảng Trị là ông Hoàng Gia Đại cho rằng, việc tăng mức phí để thu cùng lúc hai dự án nâng cấp quốc lộ 1A theo hình thức BOT đã được Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính đồng ý nhằm thu hồi vốn cho chủ đầu tư.